Một trường hợp hy hữu lâu lâu mới gặp, quay cho cả nhà xem. Dẫn đoàn xe đạp gặp đám tang thì sao? Giờ giấc Di Quang và Động Quang Hà Thổ các bạn rất là quan trọng. Ở đây cũng có mô tô dẫn đoàn đám tang các bạn, Thiên Vương gì mà áo đen hết các bạn, mặc đồ vest đen ngầu dữ ta. Các bạn vừa xem những hình ảnh di chuyển của hội mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong chặng đua sáng nay từ thành phố Tam Kỳ đi Quy Nhơn các bạn, với cự ly là 230 km, là quá dài cho các vận động viên có thể thi đấu, cho nên ban tổ chức đã quyết định thay đổi địa điểm xuất phát, không phải ở thành phố Tam Kỳ mà là ở thành phố Quảng Ngãi. Cho nên lực lượng mô tô của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải di chuyển một đoạn đường 60 km từ thành phố Tam Kỳ để đến Quảng Ngãi để xuất phát các bạn ạ. Hơn 40 phút di chuyển với sự dẫn đoàn của hai chiếc cảnh sát giao thông, một của địa phương và một của 80A, với vận tốc là 100 km/h, có đoạn lên tới 120 km/h các bạn, thì chúng tôi đã có mặt tại điểm xuất phát tại thành phố Quảng Ngãi. Cung đường tránh này mới vừa hình thành các bạn. Chào các bạn, vừa rồi các bạn đã xem những hình ảnh của cảnh sát giao thông địa phương và 80A dẫn đoàn của Việt Lê rời khỏi thành phố Tam Kỳ để đến thành phố Quảng Ngãi, để xuất phát ở thành phố Quảng Ngãi các bạn. Chặng đường di chuyển là 60 km, di chuyển chứ không đua các bạn. Và các bạn đang thấy là một cơn mưa bất chợt vào buổi sáng, đủ làm ướt áo quần của chúng ta. Và nhìn đám mây thì có vẻ là phía trước thì sẽ chờ quang mây tạnh, cho nên là cũng không dừng lại để mặc áo mưa các bạn. Quay luôn. Sorry, đua luôn. Còn máy quay Việt Lê mua năm nay là nhất định phải mua chống nước, cho nên là không sợ, quay luôn. Cho các bạn những thước phim mà trong mưa siêu bão luôn. Ai cả nhà, mới vừa mưa xong đường ướt chập nhẹp luôn. Nhưng mà may mới vừa mưa xong thì đoàn tới chứ không là ướt chập nhẹp rồi. Bây giờ chỗ này là địa phận Tư Nghĩa, Quảng Ngãi các bạn. Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Huyện Tư Nghĩa. Qua cái cầu này là cầu Sông Vệ. Thì cũng như mọi khi, lực lượng bảo vệ đã chốt bên kia cầu rồi, chặn hết tất cả phương tiện bên kia rồi, không cho phương tiện lớn tràn qua đây nữa. Lắp bên kia rồi, mình sẽ quay cho các bạn coi phía bên kia. Xe cảnh sát giao thông họ dẫn đoàn đi 100 tới 120 km/h các bạn, chạy quá đã luôn, lâu lâu được đi phượt các bạn. Ê cả nhà, một trường hợp hy hữu lâu lâu mới gặp, quay cho cả nhà xem. Dẫn đoàn xe đạp gặp đám tang thì sao? Thì vẫn phải nhường cho họ đi chứ sao? Bởi vì Việt Lê đã nói trong một cái tập nào đó rồi, đây là chuyện đau buồn của Việt, của nhà họ.
mình không thể nào mà ngăn cản được. Cái vấn đề thứ hai là cái chuyện mà đám tang họ giờ giấc di quan và động quan hà thổ các bạn rất là quan trọng, cho nên không thể nào mà ảnh hưởng tới họ được các bạn. Ở đây cũng có mô tô dẫn đoàn đám tang các bạn, thiên vương gì mà áo đen hết các bạn, mặc đồ vest đen ngầu dữ ta. Đó. Đó, để cho các bạn biết là không phải lúc nào cũng cứng nhắc với cái quy định, mà quy định đều phải có những cái linh động và có tình cảm tình người trong đó các bạn. Thấy nhiều bạn comment là lỡ mà chở người đi cấp cứu cứu thương thì sao, mấy ông dẹp đường vậy, mấy ông có tình người. Các bạn chưa gặp những trường hợp đó thôi, vì các bạn chưa xem vlog của Việt Lê rồi. Ở trường hợp như thế mà Việt Lê sẽ có một dịp nào đó Việt Lê quay cho các bạn xem. Không phải là làm cạn tàu ráo máng vậy đó các bạn. Vẫn hỗ trợ họ đàng hoàng, gặp xe cứu thương mà trong tình cảnh mà nghiêm trọng mà lực lượng bảo vệ lên sẽ hỏi xe cứu thương trước và sẵn sàng mở đường lên rộng cho xe cứu thương chạy đi mà. Còn cái chuyện mà xe cùng chiều đi mà lỡ chở đi cấp cứu thì bảo vệ sẽ hỏi và xác định được, cử riêng một chiếc xe mô tô về dẫn họ lên trên thẳng trên kia đoàn luôn. Yên tâm các bạn, yên tâm, chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Đây các bạn, đó các bạn vừa thấy là xe cứu thương đó các bạn. Đó, chúng tôi vẫn nhường đường cho xe cứu thương đi qua như thường đó các bạn. Tập này có cả hai trường hợp xảy ra. Mấy Việt Lê nói bây giờ gặp luôn các bạn. Là xe cứu thương thì vẫn phải nhường cho xe cứu thương đi thôi. Nếu lúc nãy bộ đàm đã báo mô tô tiền phương trên kia đã làm việc với xe cứu thương và đã hỏi tình hình khẩn cấp của trên xe cứu thương như thế nào, và đã báo bộ đàm xuống tất cả các lực lượng là đều nép về phía bên phải cho xe cứu thương đi. Bởi vì không có gì quan trọng hơn tính mạng sống của con người cả, cho nên vẫn ưu tiên cho xe cứu thương các bạn. Trừ những trường hợp mà xe cứu thương họ không quá quan trọng, họ chỉ là đi công tác thôi thì họ sẽ phải nhường. Còn những trường hợp mà cấp cứu thực sự thì là mình phải nhường lại cho họ các bạn. Và đây mới vừa nói xong thì liền gặp một chiếc cứu thương nhưng không có chờ chút việc đưa lên vào đạn, nhưng không có quá nghiêm trọng, không phải trong tình huống nguy kịch, cho nên xe cứu thương đã dừng bên cạnh đường, dừng sát lề đường, nhường đường cho đoàn đi qua các bạn. Đây bên trái các bạn thấy là việc với họ rồi, họ đồng ý, không có nghiêm trọng, họ đã đồng ý dừng lại rồi. Trên xe không có đang vận chuyển bệnh nhân. Việt Lê mới nhìn vào là không có vận chuyển bệnh nhân thì họ đã dừng lại và nhường đường cho đoàn qua các bạn. Tập này hay ta, đồng 2-3 trường hợp cùng một lúc để show cho các bạn coi để hiểu ha. Go, 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 go
Ở đây quay cho các bạn coi Tiền Phương luôn. Một số bạn yêu cầu là Tiền Phương làm việc thế nào. Đây là Tiền Phương nữa các bạn. Bên tay trái các bạn, phía trước đó là anh Trương Cà Phi, tổ trưởng tổ Tiền Phương đây. Đây là cách Tiền Phương làm việc đây. Dẹp những xe từ rất là xa. Đi ngang này thị xã Hoài Nhơn. Thị xã Hoài Nhơn này như vô Bình Định rồi thì phải. Bây giờ Tiền Phương sẽ qua bên kia, lắp cầu bên kia. Đây một cái cầu phải qua trước các bạn, bơm qua trước, gặp cầu phải bơm qua. 100, 101. Yes, qua bên kia để lắp cầu lại các bạn. Rồi, tiến hành lắp cầu lại không cho xe tải lớn qua cầu nữa. Rồi, anh sẽ dừng lại, anh lắp cầu ở đây. Rồi, sẽ có thêm Tiền Phương thứ hai lên nữa để lắp cái cầu lại. Đó, nếu các bạn muốn Tiền Phương, đây thêm một Tiền Phương trên này nữa. Anh Huỳnh Hoài đi xa hơn nữa sẽ lắp tất cả, bởi vì ngay chỗ đó ngay khúc cua nguy hiểm cho nên phải lắp chỗ đoạn thẳng. Dừng tất cả các xe ở chỗ này luôn nè các bạn. Xe tải lớn phải dừng hết bên này cầu cho không cho lên cầu nữa. Đây Tiền Phương làm việc từ rất là xa nè các bạn đó. Ok, bây giờ việc lên sẵn trên đường đi lên đi toilet. Sẵn là bấm máy quay cho các bạn coi luôn đó. Ok ha. Chiều lòng mấy bạn mà thích coi cảnh Tiền Phương rồi nha. Ai Việt Lê đi trước các bạn. Nhưng mà lúc này thì trạm thu phí có vẻ là chưa mở đâu. Chưa mở đâu, Việt Lê sẽ đi vào lên trong. Việt Lê sẽ đi vào lên trong đi. Lên dành cho chỗ này lọt nè. Chỗ này lọt nè. Ok. Rồi, tí nữa đội Tiền Phương lên sẽ làm việc với trạm thu phí để cho trạm thu phí mở cổng, tất cả các cổng cho đoàn qua các bạn. Ôi, mới bị say nắng các bạn ơi, say nắng quá. Mới tấp vào ven đường nghỉ một chút. Ôi, cái nắng của Bình Định cũng kinh khủng quá các bạn. Do tối hôm qua ăn cái gì không biết, bị Tào Tháo rượt cho nên là cả đêm mất ngủ, sáng nay dậy chạy bị say nắng các bạn, phê quá. Cộng cái nắng nữa, sáng phải dậy sớm 4 giờ dậy. Phê quá. Để máy thôi. Nước camera của tụi ông ơi.
Hai chiếc mô tô phía trước này Việt Lê chưa bao giờ chia sẻ với các bạn. Hai chiếc mô tô bảo vệ phía trước này, các bạn để ý một chiếc bên tay phải đó là xe của Tuấn Rinh à, các bạn không xa lạ gì xe Tuấn Rinh rồi. Còn chiếc bên tay trái là chiếc Bikin 1000 hoa của anh Phạm Thao. Thì hai chiếc xe này nè luôn luôn đi trước đầu Winwin bốc bánh, có nghĩa là luôn luôn đi trước đội mở đường kỹ thuật chỗ Việt Lê đang chạy đây. Thì hai chiếc này có nhiệm vụ là luôn luôn phải ở đây, không chạy đâu khác hết á, luôn luôn phải ở đây để nhiệm vụ là bảo vệ Goldwing, bảo vệ Goldwing các bạn, bảo vệ mở đường kỹ thuật á, là cử riêng hai chiếc này để bảo vệ mở đường kỹ thuật, bảo vệ cho 6 chiếc Goldwing đó. Thì nhiệm vụ của hai chiếc này là dẹp những xương cá còn sót lại ở trên đường, có nghĩa là lực lượng bảo vệ phía trên và tiền phương đã làm việc dẹp những phương tiện họ vô rồi, nhưng mà vì có một số người họ chờ đợi, cảm thấy chờ đợi sốt ruột quá lâu, họ đè máy họ đi lại, hay là trong những đường hẻm băng ra đột ngột các bạn, thì chính hai mô tô này họ sẽ là cái chốt chặn cuối cùng trước khi vận động viên tới. Họ sẽ dẹp những xương cá còn sót lại qua hai bên đường. Nói từ xương cá là chắc bạn là từ chuyên môn đó các bạn, từ chuyên môn trong dẫn đoàn đó, xương cá nghĩa là đâm sọt ra ngoài đoàn đua, gọi là xương cá. Và các bạn coi clip các bạn hiểu lý do vì sao mà anh Tuấn Rinh rất là gắt, bởi vì là đây là cái chốt chặn cuối cùng là gặp vận động viên rồi các bạn, không gắt không được. Bởi vì nếu mà chỗ này mình không dẹp được hết xương cá thì vận động viên lên là vận động viên máng vô, vận té hoặc là ảnh hưởng thành tích của vận động viên rồi. Cho nên vị trí này rất là cân não và rất là mắc toilet. Có nghĩa là phải luôn luôn nằm ở đây, không được đi đâu khác hết á, một chặng đua luôn luôn phải nằm ở đây, rất là khát nước và rất là mắc toilet, không đi được, bắt buộc phải ở đó. Ok, 2 phút giới thiệu đặc sản địa phương. Bình Định là đặc sản gì các bạn? Đó chính là nem và tré đúng không? Nem và tré à, mình cũng nghe nhiều người nói, và thật ra đây cũng là quê hương của ba Việt Lê. Ba Việt Lê sinh ra ở đây, ở Bình Định đất võ các bạn. Thì từ nhỏ đã quá quen thuộc. Từ nhỏ thì Việt Lê đã được biết đến cái đặc sản của Bình Định, đó chính là nem tré và rượu bầu đá các bạn. Rượu bộ đé đó. Việt Lê thì cũng đã mất gốc rồi, bởi vì là được sinh ra ở Đà Lạt cho nên là mất gốc rồi à, nhưng mà tuy nhiên thì nói lớ lớ thì vẫn nói được các bạn. Thì đặc sản ở đây chính là nem ở đây gọi là nem chợ huyện các bạn, nem chợ huyện và tré và rượu bầu đá, đặc sản của Bình Định các bạn. Và một món ăn mà tới đây các bạn ăn tại chỗ nữa đó chính là bánh hỏi lòng heo, bánh hỏi heo quay đó. Thì ở đây đặc sản là bánh hỏi các bạn, nếu các bạn tới quán các bạn ăn á thì bánh hỏi heo quay rất là nhiều. Để mình đi sát vào đây bạn thấy là bên tay phải nè có rất nhiều cái cây người ta lấy rơm, người ta buộc lại lấy cây là rơm buộc lại đó các bạn. Đó chính là tré, đó là tré và nem họ treo ở đây nè, nem chả chợ huyện đó các bạn. Đó thì đặc sản ở Bình Định là thế. Ok ha, tới mỗi vùng miền Việt Lê giới thiệu đặc sản mỗi miền nha các bạn cùng biết ha.
chào thành phố biển Quy Nhơn. Việt Lê muốn chào Quy Nhơn. Và đến đây rồi. Đuối quá đuối, quá nắng, và nhưng mà được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của đông đảo lượng hâm mộ của đua xe đạp. Ngay bây giờ ủng hộ rất là đông, rất là đông người các bạn, tuyệt vời đông người.